Dạ, Phan Tình hỏi là cháu học xong lớp 2, cháu có thể truyền năng lượng cho vật nuôi trong nhà không? Cháu cao 1m58 nhưng mà có 42 kg. Là ốm hả, gầy hả? 42 kg là gầy hả? Tập energy có tăng cân được không vậy chú? Bây giờ chú nói anh chị em nghe, anh chị em cứ việc tập đi, rồi anh chị em tự nhiên cái anh chị em ăn ngon nè, ngủ kỹ nè, không lên cân cũng phải lên cân, không có cái lý do gì, không, nó hay lắm, cái lớp này nó vi diệu lắm, nó điều chỉnh tất cả cái cơ phận chúng ta từ A tới Z trở lại, và nó hỗ trợ hay, rất là hay. Và anh chị em cứ theo công thức chú hướng dẫn mà thực hiện thực hành là đạt được hiệu quả.